đang bị chê là nghèo hoặc là vừa bị mất ăn xong. Úi giời, đừng lo, đã có shop hotv.com tài trợ đó rồi. Ngại gì với giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Shop có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chủ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung chơi gì nữa, hãy truy cập ngay shop hotv.com nha. Ok mọi người, nhìn là mọi người cũng biết là mình và Đệ Anh Giang đã có một kế hoạch khá là lớn nha mọi người. Đây, Đệ lấy tóc dài đẹp dễ sợ ta ơi. Nhìn tóc mụn của cô Ngân á, tóc mụn. Biết mà, mày làm gì có. Đẹp, rất là đẹp gái nha. Còn đây là anh Giang thì anh Giang khoái cho đất biết rồi. Ok, ở đây để mình nói cho mọi người hiểu nha. Đây là tình huống là bắt gặp là thỏ trôi thỏ với mọi người. Anh Giang sẽ ngủ với một cô gái lạ và phản ứng của thỏ thế nào nha. Gái gì xấu vậy, tóc mày mùi. Tóc mày mùi. Cởi mày, mày có thơm đâu, nằm xuống đi vậy chị không? Gái gì xấu chó vậy. Nằm đây mệt quá gái. Mà anh Giang trên để thậm tệ luôn trời. Ôi trời, gái gì đâu. Rồi thôi em rồi, em lòi tóc ra thôi nè. Mày làm gì bố tao làm được. Ôi gớm ra. Nằm xuống đi, họ sắp lên rồi kìa. Mày quay bên kia đi, đừng quay qua tao. Quay bên kia đi, đừng quay qua tao. Cho nghỉ mẹ một đi. Mẹ một, yeah. Mày mặc ôi quá. Rồi nằm xuống đi, thỏ sắp về. Ôi, rồi Trang à, rồi Trang. Con gái thiệt, mày con gái đó gớm quá. Má, ai con gái đi nhờ em chi vậy? Tao quay qua đây, đừng nhìn mày tao quá chứ. Má tàn tạ dễ sợ không? Đây, bắt thỏ sẽ bắt gặp là anh Giang ngủ với quỷ tóc dài này nha. Tóc hơi thối. Ok, mình sẽ... Ok, mình sẽ đặt camera khuất lên cho anh em. Thỏ sắp về rồi. Ok, im lặng nha. Ok. Ok mọi người, mình sẽ đặt camera khuất ở đây nha anh em. Ok, ngủ ngon nhé. Gái ngứa xấu dữ vậy. Từ. Ok, mình sẽ xuống coi thỏ nó về chưa nha anh em. Giờ này nó phải về rồi. Ê, làm gì vậy? Mới về. Mới đâu về vậy? Đi kiếm mua trà sữa mà thấy nắng quá rồi chạy giọt về luôn. Rồi, có định làm gì, có chơi gì nữa không? Gì vậy? Ý hỏi là con Ngân chứ. Tí xuống, tại đang kiếm đồ. Kiếm đồ gì? Đang kiếm ba cái áo mà không xài nó đưa trong gian mặt. Rảnh ghê. Ủa mà tao như tao thấy anh Giang đi đâu á? Không ngủ mà nói gì. Đâu? Tao thấy xuống, lúc mè đi, thấy ổng xuống đâu rồi. Đâu, ổng nói tao đang ngủ mà. Ai biết? Gì vậy? Thì em biết mày, em biết mày mà kiếm anh Giang thì mày kiếm tao chứ tao thấy ổng đi đâu đó. Đi đâu? Ai biết? Ngáo hả? Anh ơi. Thấy ổng đi đâu rồi? Vô lại đi. Ủa anh Giang hỏi. Thì cứ mà anh ơi bồ à, sáng anh Giang đi đâu rồi? Ủa nói tao không đi ngủ mà. Đi ngủ đâu? Ở đâu với anh Giang đâu không? Ngủ đây. Không có rồi. Ra đi. Có cho toilet không? Anh ơi. Giang. Ủa mày thấy ông đi đâu? Ông xe ông đi hả? Không biết nữa, tao nhìn thoáng qua thôi, không biết tao xe đi đâu. Vậy có đây không cô? Vậy đó. Trời ơi. Sao rồi? Ổng ngủ mà ổng đi đóng tiêu rồi. Thấy đâu không? Không biết. Hay là chưa dậy? Ông đang vô phòng kiếm mà ổng thấy. Kiếm ở phòng của ông như kiếm phòng dượng thôi. Vậy là kiếm phòng, kiếm phòng dưỡng không có là ổng đi đâu nghe. Ổng có đi bắn cuốc đâu. Hay ổng đi uống cà phê với ai? Hiểu mà nói tao chứ. Thì đi về liền sao nói. Anh nói chậm không, Dượng ơi. Thôi, Dượng nằm với ai vậy?
thì nó phải dượng đâu. Chứ ai? Nè, Giang. Con nào? Rồi. Sao đủ ở đây? Nhìn con nào mà chứ. Con nào nằm cái bên kia? Lào. Con nào nằm cái bên kia? Tự nhiên em đeo phòng dưới ngủ, ngủ lên phòng vừa ngủ. Ngồi ngồi đây có niệm sướng. Ở dưới chắc không có niệm á. Dạ, anh lên phòng vừa đang nhắc nhỏ này, con nhỏ này ai vậy? Nó nào? Kìa. Cài nào? Anh nói anh ngủ mà anh ngủ chỗ này hả? Chỗ này nhỏ nào vậy? Con nhỏ nào đâu? Anh giỡn mặt với em hả? Anh nói anh ngủ mà nhỏ này nhỏ nào? Có phải nhỏ nào đâu, đi đi nghe. Muốn ghét. Dạ đi, dạ. Để tao đánh nghe giùm mày cho. Thôi. Bù ra. Dạ. Mày ơi. Thôi. Nhỏ này nhỏ nào vậy? Tên. Mày. Nó đi. Ơ đi đâu vậy? Dạ. Ê. Gì vậy? Gì vậy? Thôi bỏ. Bỏ. Nhỏ này nhỏ nào? Nhỏ này nhỏ nào đâu? Má đừng có bầu được ba ơi. Nhỏ nào thôi đó. Sao? Bây giờ nó còn ngủ nữa kìa. Mày đọc tôi. Thôi cãi đi. Thôi. Cãi. Không phải gì đâu, đi xuống đi. Bù ra. Đi đi đi. Bù ra. Đi xuống đi, đi xuống đâu. Ây da. Thôi. Thôi. Không ai đâu. Đi ra đi em. Đi ra. Đó, không có ai đâu. Ai lúc nào vậy? Không có ai đâu. Không có ai đâu. Trời ơi. Nói rồi. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. À, mày đang đi được. Cái gì? Thầm mới đi, đợi tóc giả. Trời ơi, anh Giang dám chơi đi được trời. Anh Giang để. Bạn Giang hả? Ờ, cứ đứng yên đó. Anh Giang đi được chơi video luôn kìa, muốn nói cho tao. Con là đĩa trà xanh. Ủa, làm gì đây để? Nhớ. Bây giờ anh ngủ vô với Giang đúng không? Vậy. Bây giờ em sẽ ngủ vô với Giang đúng không? Đúng rồi, giờ sao? À, Giang đứng rồi. Em chị Như cho anh thôi. Em đi. Thiệt sự là rất là khổ. Thôi đi, chị đừng nói nữa. Ừ, em đừng nói nữa. Em là lỗi của em. Ê, đi nè. Chạy đi. Là sao? Ai biết? Là sao? Tất cả là Như á. Là sao? Qua đây ngồi nói chuyện gõ coi. Như nó cho em á. Cho anh sao? Vậy sao cho anh? Cho anh làm với thằng đại cho anh em nó anh dẫn gái về. Anh hay quá hả? Cho anh vui không? Ôi đâu mày đánh bị đánh gì vui không? Đẹp mặt chưa? Thôi Hương thích cho anh gì lắm hả? Bộ em muốn dẫn gái về thiệt á. Thì có ai dám dẫn. Ủa ai biết được? Nếu ai biết được nó buồn để ngoài da sao? Để ngoài da gì? Lao hết chuyện đi làm mấy cái trò điên khùng nhớ còn tóc giả thì nữa. Nhớ bài mà ai biết đâu. Có